Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi video này. Vâng, đây là bộ ghế cột 12 mẫu Minh Quốc Đào, được Mộc Nam Huy làm theo tiêu chuẩn hàng phổ thông. Vâng, và đây là bộ ghế được làm hoàn thiện sơn 6 món, bao gồm một băng dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn cao và một chiếc đôn thấp. Và chất liệu là hoàn toàn gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Và giá của sản phẩm này được Mộc Nam Huy hoàn thiện là 35 triệu quý anh chị nhé. Vâng, và đây là một trong những mức giá phải nói là rất hợp lý cho một bộ ghế cột 12 và chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Vâng, thì ở tiêu chuẩn của năm trước, Mộc Nam Huy tập trung quá nhiều vào các tiêu chuẩn tay nghề liền và các tiêu chuẩn mặt ván tràn 3 phân, thì bỏ qua một cái phân khúc tầm trung như thế này mà rất nhiều khách hàng có yêu cầu. Vậy nên năm nay thì Mộc Nam Huy sẽ tiếp tục quay trở lại với tiêu chuẩn bình dân hơn để tiếp cận được với số lượng khách hàng nhiều hơn. Vâng, và vẫn theo tiêu chuẩn 6 món như bình thường. Và kích thước của chiếc ghế băng này được làm với chiều dài 2m, chiều cao 1m18 và chiều sâu là 63. Ghế đơn sẽ có chiều rộng là 90, chiều cao 1m18 và chiều sâu tương tự là 63. Mặt bàn rộng 60, dài 1m3. Còn đôn cao thì sẽ được làm với chiều rộng là 36, chiều dài là 46, còn đôn thấp là 36 vuông. Vâng, và đây là bộ ghế được làm với tiêu chuẩn Minh Quốc Đào, nhưng có những các chi tiết rất là khác so với tiêu chuẩn của bình thường thị trường quý chị nhé. Vì tuy là hàng phổ thông nhưng mà Mộc Nam Huy làm với các cái tiêu chuẩn mà không phải ở đâu cũng đáp ứng được và cũng có được các tiêu chuẩn tương tự. Đầu tiên, với các phần vách sau, đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy cho anh em đục tay lại các phần vách sau. Và quý anh chị có thể thấy rằng nhìn từ mặt sau này thì quý anh chị thấy rằng cái mặt ghế đơn nó không còn đơn giản như những bộ ghế thông thường nữa, với các họa tiết hoa lá tây được đục chạm rất đẹp quý anh chị nhé, và các họa tiết bông mai đi kèm với các chi tiết trái đào của phần mặt sau. Và đây là một trong những chi tiết là Mộc Nam Huy cũng đảm bảo đến quý anh chị rằng chưa có cơ sở nào làm các cái chi tiết này. Đó, và thêm nữa, với các họa tiết của phần chân, đầu lân chân móng được Mộc Nam Huy cho anh em đục tay lại, và các cái phần chân đầu lân chân móng nó sắc sảo hơn rất nhiều. Và các họa tiết hoa lá tây của cái phần diềm quý chị nhé. Vâng, với các chi tiết này thì Mộc Nam Huy làm nó rất là khác so với những cái sản phẩm nó thông thường. Vì đây là một bộ ghế với phân khúc tầm trung, nhưng mà Mộc Nam Huy cũng muốn hướng đến cái sản phẩm nó có thêm các cái chi tiết để quý anh chị khách hàng nhìn một bộ ghế nó không quá nhàm chán quý anh chị nhé. Và trên cái bản tó ghế này, Mộc Nam Huy cũng cho anh em đục chạm thêm các cái đường nét hoa lá tây nho nhỏ. Và bộ ghế này được làm với các vách tựa Mộc Nam Huy đục chữ là Phúc Lộc Thọ trên chiếc ghế băng dài, và trên hai chiếc ghế đơn thì sẽ được đục chữ Phú Quý. Và giá của sản phẩm này là 35 triệu hoàn toàn là chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Và sẵn sàng, đây là sản phẩm Mộc Nam Huy vẫn phục vụ quý anh chị khách hàng. Đó là quý anh chị có nhu cầu thì có thể tới xưởng mua hàng mộc và kiểm tra mộc, cũng như là ký nhận trước khi sơn. Với tiêu chuẩn cột 12 thì tất cả đều là phần cột đặc hết và cột liền quý anh chị nhé, cột 12 đặc và không tâm không giật. Đó, đây là một trong những chi tiết và tiêu chuẩn của những bộ ghế này. Vâng, và giá là 35 triệu quý anh chị chú ý nhé, một mức giá phải nói là rất hợp lý để khách hàng có thể sở hữu một bộ ghế gỗ gõ đỏ cột 12. Vâng, vì nếu theo tiêu chuẩn cao hơn, với tiêu chuẩn tay nghề liền và tiêu chuẩn mặt ván tràn liền 3 phân, giá sẽ là tới 45 triệu. Thì với cái bộ ghế này, quý anh chị mua với mức giá nó sẽ rẻ hơn là 10 triệu. Và chúng ta bỏ qua các cái chi tiết của các tiêu chuẩn tay nghề liền. Vì với những bộ ghế được làm với tiêu chuẩn tay rồng như này thì sẽ đáp ứng được cho quý anh chị khách hàng với cái góc ngồi của anh chị nó sẽ rộng hơn do với các tiêu chuẩn tay nghề. Vì khi mà làm tay nghề thì với tay nghề liền nguyên khối thì nó sẽ tốn thêm cái diện tích hai bên, cụ thể nó sẽ rơi vào khoảng 15 tới 16 cm. Vậy nên thì góc ngồi của quý anh chị nó sẽ hơi hẹp đi. Và đây là bộ ghế được làm với tiêu chuẩn của các bản chân, chân đôn là các bản chân đôn 8, mặt ván là mặt ván tràn liền, mặt ván tràn liền 2 phân. Và tiêu chuẩn này thì có ghép sau quý anh chị nhé, phải nói rất là rõ. Và mặt ván của bộ ghế này được Mộc Nam Huy làm lựa có cái phần mặt bông vân khá là đẹp quý anh chị nhé. Về các cái tiêu chuẩn vân này thì Mộc Nam Huy cũng không bao giờ hứa trước được tới quý khách hàng là nó sẽ được như thế nào. Tuy nhiên thì về cái tiêu chuẩn này thì Mộc Nam Huy luôn luôn cố gắng lựa những cái phần vân đẹp nhất và
nó hài hòa nhất, đi cùng với bộ cho nó xếp vào nhau, nó đồng đều nhất có thể cho quý chị khách hàng. Vâng, và với bộ tiêu chuẩn này Mộc Lam Vy vẫn có sẵn, hiện tại đang có sẵn một bộ còn đang trong trạng thái sơn. Nếu anh chị khách hàng có nhu cầu hoàn toàn có thể đặt hàng tại Mộc Lam Vy, hoặc anh chị cũng có thể tới tận xưởng mua hàng và kiểm tra ký nhận. Vâng, cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi clip này của Mộc Lam Vy. Nếu anh chị khách hàng có cần thêm thông tin về các sản phẩm khác thì vui lòng quý anh chị vào trong kênh YouTube anh chị xem thêm các video khác của Mộc Lam Vy nhé. Sẽ có rất nhiều các sản phẩm, và với tất cả các video thì Mộc Lam Vy đều báo giá công khai cho tất cả quý khách hàng. Và với sản phẩm này, Mộc Lam Vy sẽ tặng kèm thêm một tấm kính mặt bàn dày 8 ly và mài bóng cạnh, đi kèm với hai phần quà tặng nữa của Mộc Lam Vy sẽ có thêm đó là một chiếc hộp khăn giấy và một chiếc gạt tàn trên chất liệu gỗ hương đá. Vâng, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi clip này của xưởng gỗ Mộc Lam Vy. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp.